Huấn luyện viên Enric dẫn dắt PSG và thích áp lực vô địch Champions League. Trong cùng ngày 5 tháng 7, PSG đã chính thức chia tay huấn luyện viên Christophe Galtier và bổ nhiệm tân huấn luyện viên Luis Enrique. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với đội bóng thủ đô nước Pháp đến năm 2025. Chúng tôi vui mừng thông báo Luis Enrique trở thành huấn luyện viên HRV, trưởng mới của đội. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ ký hợp đồng 2 năm, có thời hạn đến tháng 6 năm 2025. PSG đưa ra thông báo về việc bổ nhiệm thuyền trưởng mới của đội. Huấn luyện viên Luis Enrique bày tỏ cảm xúc trong buổi ra mắt: "Tôi hạnh phúc khi gia nhập PSG và tận hưởng trải nghiệm mới. Thật thú vị khi được gặp những thành viên mới, sống ở thành phố này, học một ngôn ngữ mới và trên hết là dẫn dắt PSG." Cũng trong sáng nay, PSG đã có thông báo chính thức hóa sự ra đi của huấn luyện viên Christophe Galtier. Kết thúc mùa giải 2022-2023, PSG và huấn luyện viên Christophe Galtier đã quyết định chấm dứt hợp đồng. Trước đó, đội bóng thủ đô đã sớm chia tay huấn luyện viên Christophe Galtier và phải bồi thường hợp đồng còn thời hạn 1 năm của ông Galtier và phó tướng Thierry Oleksiak, số tiền lên tới 10 triệu euro. Trở lại với buổi họp ra mắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, ông Enric bày tỏ về lối chơi sẽ xây dựng cho PSG: "Ý tưởng của tôi về bóng đá là tấn công, mang đến sự giải trí cho người hâm mộ và trên hết là thứ bóng đá mang lại kết quả tốt hơn. Đó là thách thức của tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ của đội bóng. Tôi nghĩ người hâm mộ sẽ thích những gì sắp diễn ra." Với việc bổ nhiệm huấn luyện viên mới, chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi vui mừng với sự xuất hiện của Luis Enrique và bày tỏ về Enrique: "Tôi đã nói ông ấy là một trong những người giỏi nhất thế giới với một công việc đáng kinh ngạc. Phong cách chơi bóng, thì bóng đá tấn công của ông ấy, việc ông ấy đến đội bóng thật tuyệt. Chúng tôi có tham vọng, tôi muốn tận dụng điều đó." Trước tham vọng giành chức vô địch Champions League của giới chủ PSG, huấn luyện viên Luis Enrique khẳng định: "Tôi thích áp lực. Tham vọng là một điều rất tích cực trong cuộc sống. Chúng tôi muốn có được thứ tốt nhất cho đội, đó là một thử thách, nhưng tôi hoàn toàn chấp nhận nó." Với việc bổ nhiệm chiến lược gia người Tây Ban Nha, bộ sậu của ông huấn luyện viên Enrique cũng sẽ gia nhập PSG. Theo RMC Sport, ba thành viên nòng cốt của tân huấn luyện viên PSG sẽ gia nhập đội là phó tướng Arthur Anzio, trợ lý phân tích viên video, huấn luyện viên thể chất Rafael Pol và trợ lý tâm lý học thể thao Joaquin Van. Ngoài ra, ba trợ lý đang tại vị của đội là Isidro Ramon, Pedro Gomez và Alberto Pianas sẽ được giữ lại. Đối với chiến lược gia người Tây Ban Nha, thành tích đáng nhớ nhất của ông là cú ăn ba mùa giải 2014-2015 giúp Barca giành chức vô địch La Liga, Copa del Rey và Champions League. Vào năm 2018, ông Enrique trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha và từ chức sau khi chỉ dẫn dắt La Roja đến vòng 1/8 tại World Cup 2022.